Một bà mẹ ký ca ký cóp để dành tiền để đi thăm nuôi đứa con trong tù. Bà không có quyền năng để nói chính phủ thả con bà ra. Không, nhưng tình yêu làm cho bà vượt đường trường, nhịn ăn, nhịn uống để mua những thứ rất đơn sơ, rất nghèo cho đứa con. Đang khi đi đường tìm con, chưa chắc đã tìm ra đúng trại tù. Bà vẫn hy vọng. Tại sao? Là vì tình yêu cho bà đôi chân để đi. Bà không có thay đổi được hoàn cảnh đứa con, nhưng tình yêu cho sức mạnh để bà đi tìm. Cho nên tôi lặp lại, nếu trên cái núi Golgotha mà Chúa Giêsu nghe người ta thách, rồi Chúa tự nhiên đi xuống một cách oai nghi, chắc là đám đông đi theo hết, cả lính tráng La Mã nữa. Nhưng làm sao lúc đó chúng ta thấy tình yêu thật của Chúa Giêsu? Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ông Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền nói: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển." Anh em yêu quý, Thầy chỉ còn ở với anh em một ít nữa thôi. Thầy ban cho anh em điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương anh em, thì anh em cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là nếu anh em yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cứ mỗi lần nghĩ tới tôi là người có đạo, mình cứ nghĩ vậy thôi đó. Rồi nếu có ai hỏi người có đạo làm sao biết, có phải họ đeo thánh giá không, có phải họ đi nhà thờ không, thì tôi sẽ hân hoan xưng rằng tôi có đạo vì tôi tin có Thiên Chúa. Đúng, nhưng không đủ. Nếu có người hỏi tin Thiên Chúa là tin cái gì, rất nhiều người sẽ nói là tin có Thiên Chúa. Đúng, cũng không đủ. Mà phải nói tôi tin có Thiên Chúa và đấng Thiên Chúa đó yêu thương tôi vô điều kiện, vô bờ bến, mới gọi là tạm đủ. Ngày xưa khi tôi nói tôi tin có Chúa yêu thương tôi cũng nghĩ như vậy là đủ. Và Đức Cha Bùi Tuần đã từng chia sẻ, bây giờ xét kỹ lại, tôi thấy không đủ. Bởi vì đạo của tôi buộc tôi không phải chỉ tin, thờ, yêu mến Chúa mà thôi, mà còn phải yêu thương người khác nữa. Mới đầu rất nhiều người ngỡ rằng Chúa là ưu tiên, anh chị em và người khác là điều phụ. Đọc lại Kinh Thánh mới thấy, nếu tôi chỉ yêu Chúa mà không yêu người khác, tôi chưa phải là môn đệ của Chúa. Ghê ha. Thật ra đó là hai mặt của một tình yêu: kính mến Thiên Chúa, yêu thương người khác. Cả hai là một. Thiếu một thì không có hai. Bởi vì thế, người vô thần không yêu mến Chúa thì mình gọi là vô đạo. Nhưng nếu người Công giáo không yêu người khác cũng là một thứ vô đạo, không hơn không kém. Có ba lý do. Lý do thứ nhất là nhiều khi tôi thấy Chúa coi việc yêu người còn quan trọng hơn việc tôi thờ phượng Chúa. Ai cũng biết, tôi không nói là Chúa bảo để của lễ đó, đi làm hòa đi. Hơn nữa, Chúa cũng coi việc yêu người là đặc điểm, là dấu hiệu người khác nhìn vô và thấy đó là những môn đệ của Chúa Giêsu. Và cuối cùng, Ngài phán xét, Chúa không xét về công lao của mình, mà Chúa xét mình có biết yêu thương không, qua cái dụ ngôn
Chúa nói khi tôi đói mấy người này cho tôi ăn, vân vân. Cho nên mình càng nghĩ càng thấy sợ. Yêu người quan trọng đến mức độ đó, thế mà nhiều khi xét mình xưng tội, mình chỉ nghĩ đến những tội phạm đến Chúa, mà ít có xét mình về những câu nói mình làm mất danh dự người khác, vì những câu nói mình chưa đủ bằng chứng đã đi vu khống cho người khác, vân vân. Nhưng hôm nay tôi muốn mời quý ông bà đi sâu vào tình yêu mà Chúa muốn mình giữ đó. Tại sao khi nhập thể làm người, cái tình yêu đó như thế nào? Chúng ta xét rất ngắn gọn như sau. Khi làm người, tại sao Chúa không chọn cái tên gì cho nó sang trọng, cho nó quý phái một chút, phải không? Mà lại Ngài lại chọn cái tên ai cũng biết, Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng con người. Đúng vậy, Thiên Chúa không yêu thương con người bằng cách Ngài ngồi trên cao, nhìn xuống rồi cứu chúng nó, hay là ngồi trên ngai cao, thò tay xuống kéo chúng nó lên. Chúa làm được không? Thưa được. Nhưng sao Ngài không làm? Rõ ràng cái danh xưng của Chúa là Thiên Chúa ở cùng con người. Chúng ta rất hiểu lầm, cũng như cái cặp chữ chiến thắng và thành công, victory và success, rất nhiều người lầm hai chữ đó, nó không giống nhau đâu. Thì ở đây cũng vậy, tình yêu và quyền năng cũng không giống nhau. Con người trên trần gian thường dễ lẫn lộn giữa quyền năng, tức là sức mạnh, và tình yêu. Ở đời chúng ta nhìn chung quanh sẽ thấy rất nhiều người dùng sức mạnh hay quyền năng của mình để đi chiếm tình yêu. Cái sức mạnh đó có thể là sự giàu sang, có thể là nhan sắc, có thể là địa vị, có thể là ơn nghĩa mình gieo và người kia mắc nợ mình. Những tình yêu chiếm đoạt theo kiểu quyền năng không bao giờ bền. Chúa Giêsu không bao giờ dùng sức mạnh để nói về tình yêu. Điều ấy quá dễ, nhưng Chúa không làm. Như một vị vua rất giàu có ban phát bổng lộc cho thần dân, cái bổng lộc đó là sức mạnh đó, là quyền năng đó, nó lôi kéo thần dân đến với ổng để được hưởng lợi. Có chừng chúng ta đến với Chúa để được hưởng lợi thì chúng ta đối xử coi Chúa như một thứ ông vua dùng quyền năng. Đó là điều Chúa không thích. Nơi Chúa Giêsu, tình yêu lại là sức mạnh, chứ không phải dùng sức mạnh để chiếm tình yêu. Tình yêu là sức mạnh thúc Ngài đi xuống trần gian, rồi dùng đôi chân trong 33 năm để đi tìm tình yêu. Thưa quý ông bà, Thiên Chúa không thể cắt nghĩa tình yêu bằng cách lấy quyền năng của mình làm cho con người hết đau khổ. Chúa làm được không? Thưa được. Nhưng Chúa không làm. Nhưng Ngài xuống để gánh những đau khổ như chúng ta đau khổ. Và không có cái đau khổ nào bằng chính con của Ngài đã đau khổ, đã bị giết. Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá không phải vì Ngài thiếu sức mạnh, không phải vì Ngài không có quyền năng, không làm được phép lạ, không tự giải thoát được chính mình, nhưng vì có sức mạnh của tình yêu, Ngài mới chấp nhận đau khổ. Y như người cha, người mẹ có sức mạnh của tình yêu có thể thức thâu đêm suốt sáng bên đứa con bị ốm đau. Từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã từng nghe người ta thách: ông bước xuống đi, rồi chúng tôi tin. Ai không thích làm điều đó để tất cả họ tin? Xuống đi. Nếu tôi nghĩ Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, lúc ấy Ngài chính là một Thiên Chúa đầy quyền năng, và người ta tin sức mạnh đó sẽ làm người ta đi theo. Cái tình yêu mà người ta đi theo Ngài, như tôi nói, không bền. Những người thách đố Chúa Giêsu đã lầm, vì tình yêu không thể bị khuất phục bởi sức mạnh của những hấp dẫn thế trần. Và nếu trong hôn nhân chỉ có sức mạnh và quyền năng để điều khiển nhau thì đời sống vợ chồng rất đau khổ.
trong đời sống giáo dục con cái nếu chỉ dùng sức mạnh và quyền năng mà thôi, sự giáo dục khó thành công. Bởi vì sợ quyền năng của người khác mà phải chấp nhận yêu, thì những người đó là những người bất hạnh nhất trần gian. Tình yêu cho ta sức mạnh để ta hy sinh, hoàn toàn khác với lấy sức mạnh để bắt người khác phải hy sinh. Tôi tin là tôi lặp đi lặp lại, quý ông bà sẽ hiểu rõ hơn. Chúa Giê-xu không xuống khỏi thập giá bằng quyền năng của một đấng Thiên Chúa. Ngài không thể bỏ con đường đau khổ và giúp chúng ta khỏi đau khổ, nhưng Ngài chấp nhận cái đau khổ, cái chết để ở cùng thân phận đau khổ của con người. Một bà mẹ ký ca ký cóp để dành tiền để đi thăm nuôi đứa con trong tù. Bà không có quyền năng để nói chính phủ thả con bà ra. Không. Nhưng tình yêu làm cho bà vượt đường trường, nhịn ăn, nhịn uống để mua những thứ rất đơn sơ, rất nghèo cho đứa con. Đang khi đi đường tìm con, chưa chắc đã tìm ra đúng trại tù. Bà vẫn hy vọng. Tại sao? Là vì tình yêu cho bà đôi chân để đi. Bà không có thay đổi được hoàn cảnh đứa con, nhưng tình yêu cho sức mạnh để bà đi tìm. Cho nên tôi lặp lại, nếu trên cái núi Golgotha mà Chúa Giê-xu nghe người ta thách, rồi Chúa tự nhiên đi xuống một cách oai nghi, chắc là đám đông đi theo hết, cả lính tráng La Mã nữa. Nhưng làm sao lúc đó chúng ta thấy tình yêu thật của Chúa Giê-xu? Ngài không chết, Ngài không đau khổ. Nếu Ngài chỉ cho chúng ta một chút hơi thở, thì làm sao chúng ta thấy tình yêu của Ngài khi mà Ngài tắt thở luôn vì chúng ta, để chúng ta thấy giá trị của cuộc sống được Ngài cứu. Kính thưa quý ông bà, tôi nói lan man nói dài. Vậy tôi kết luận, tình yêu là sức mạnh giúp đôi chân chúng ta đi tìm, giúp đôi tay chúng ta thực thi những điều cụ thể. Nó khác hẳn với ta dùng đôi tay đầy sức mạnh, quyền năng, giàu có, sang trọng và tài khéo của chúng ta để chúng ta đi chiếm tình yêu. Đừng dùng quyền lực để chiếm tình yêu. Mặt khác, tình yêu bao giờ cũng làm cho trái tim con người quên hết mọi thứ quyền lực, sẵn sàng trở thành bé nhỏ, khiêm nhường chỉ vì yêu. Cảm ơn Thiên Chúa cho chúng ta trong tuần thứ năm của mùa Phục Sinh này, chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa là vậy, để rồi trở về với đời sống gia đình, chúng ta khiêm nhường và hãy yêu thương chân thành, vì chính tình yêu cho chúng ta sức mạnh để phục vụ nhau trong gia đình, không đi đâu xa. Và nhờ đó mà thế giới sẽ được thay đổi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban cho từng gia đình. Gia đình là cái nôi để yêu thương, là cái trường học để tập yêu thương. Thì đừng bao giờ sử dụng quyền lực. Đừng, hãy dùng tình yêu. Mặc dầu những người chưa đủ trí khôn, chúng ta có thể răn đe, dạy dỗ, nhưng nếu chỉ có quyền lực, hình phạt, không bao giờ tình yêu đến một cách chân chính. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cầu chúc một buổi tối thứ bảy trời mưa gió thì càng phải yêu thương nhau hơn. My dear friends, the author of this story is Emmy, Mary Emmy. One morning, Emmy slipped into church for a quick morning visit. She would like to visit the tabernacle, expecting complete quiet this time of day. But she was surprised to see four women bustling around cleaning the church, and one young woman who was followed by a small child, a little boy,
particularly fascinated Emmy. Both had a dust cloth, and as the mum dusted, so did the little boy. He enthusiastically did whatever his mum was doing. Emmy could tell that their love for each other spilled over into their willingness to serve the church in this very concrete way. In the gospel today, Jesus said, "I give you a new commandment, that you love one another. By this, everyone will know that you are my followers, my disciples, if you have a love for one another." The words can sound so lofty, but in reality, the love that Jesus speaks about is something that each of us can learn as we practice it in our own family first. In fact, it's the kind of love that God wants to place at the heart of our family. A love in which we support one another emotionally, physically, and spiritually. And why is this love so important? Because as we learn to love one another at home, Jesus will take a more prominent place in our heart. And then we, as a family, will become a stronger sign to everyone around us that the Lord Jesus is still alive. It's through self-giving love that our families can become domestic churches and light to the world. Come back to the story of Emma. Through his mom's example, the little boy in the story above came to learn how to love and give of himself. His mom was teaching him that by helping a small part of the church, he could serve the bigger church. When we give love in small ways in our own family, that love will grow until it becomes the way we treat everyone. And that's how the world can be changed, starting from our family first. Chuyện về say rượu, tôi thích mấy chuyện say rượu lắm. Không phải để chọc các ông đâu. Con ông hứa với vợ, từ nay hễ chiều thứ bảy, tôi đi nhậu về, bà cứ tới trắc nghiệm, coi tôi có sai không. Tức là ông đứng ở ngoài cửa ngõ đó, ông bấm chuông, nói ra trắc nghiệm đi. Bà vợ ra nó ử. Hay á, đặc biệt mỗi lần vô được, nay không vô được là sai rồi. Không, chớ hề sai, muốn cho em trắc nghiệm thôi. Bà vợ ra, mở cửa đi, thấy không, ông tính lắm. Bà vợ mở cái cửa ngõ ra, vô đi, sao không vô? Vô không được, hỏi tại sao? Bà giữ cái cửa đi, nó lắc qua lắc lại, ai dám vô? Rồi, một ông, phải giữ nó lại. Rồi, còn một ông đi vô nhà, vô phòng khách, ngồi gác chân lên, khoanh tay lại, mở tivi coi. Trời, bà vợ phục lắm. Bà đi qua đi lại thấy ngồi cười, xem chương trình tivi. Hỏi đi, coi tôi có sai không? Bà hỏi, anh đang coi đài số mấy? Ông chồng nói, trời đất ơi, mở tivi thì lo coi chương trình chứ, cần gì biết đài số mấy? Vậy anh đang coi chương trình gì? Đây nè, đang cháy rừng ở bên Melbourne. Trời đất ơi, hồi nãy giờ ông mở lò sưởi. Không sai. Dù đời lắm sóng gió mịt mờ, giữa bao hiểm nguy chẳng ngờ, đừng lo lắng vì đã có Chúa bên con từng giờ. Và từ đây con sống an bình, vững tin có Chúa ở với con, tình yêu Chúa bên con mãi mãi. Trao về ngày, ngay khi vui hay
ra tiếng Chúa.